Hello mọi người, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì ngày mai mình sẽ làm clip về full set súng mạ vàng khá là chất, bao gồm deck knife, stone knife và cây dù vàng nữa. Lúc đầu thì quên không bấm quay, hơi đen, nhưng mà sao vẫn nhớ là kịp. Căn bản cầm set này nó phê quá, đâm ra hơi bị lú một chút. À, ra đây, một mạ luôn, vẫn còn này. Ăn sọ nha cưng. À đù, đâu vậy? Rồi, một pha cân 3, 1-0. Đây, khẩu Storm. Nhìn nó được mạ vàng 4-9. Đủ có hàng kìa. Rồi xong. Ok, ăn của Warfast lên mạng được số ngay. Nào. À đù. Đâu vậy? Rồi, một mạng luôn. Quay cả trưởng. Ba thằng. Sọ này. Vào tiếp đây. Ô. Đù. Định mệnh nhọ vãi cả trưởng. Cái thằng cuối cùng thì mình lại hết đạn ạ. Không thì phần đó mình clear cả team rồi. Phần này phải đảo qua bên side A thôi, chứ không đi đường kia nữa, sợ bị bên kia nó phục kích hấp diêm lắm. Định mệnh đắp bom ngu vãi cả trưởng. Rồi hình như không có ai. Định chơi theo kiểu quần không nhà trống à? Đùa nhau. Không ai luôn ạ. Rồi pha này chắc họ đi hết B rồi. Nào anh ở đâu lên tấn công đi. Ra đây. Kiểu gì trong B cũng còn 3 thằng ở trong đây thẩm du. Tiếp tục tấn công. Rồi còn một mày này super V. Vào giữa luôn. Bên kia họ bắn cũng khá là yếu. Ủa thôi, đang giữa lại bấm nhầm ấn quẹt dìu ạ. Rồi xong luôn. 3-0. Khá là nhanh. Phần này tiếp tục đi sang bên side A tiếp. Đây rồi. Đây rồi, một thằng vẫn còn kìa. Nào, nhào chỗ. Sau cửa này cũng có. Rồi hay lắm. Kìa. Nào. Ra đây bạn ơi. Toàn táo thôi. Không biết này bắn đâu. Đạn ra khá là nhanh. Còn êm nữa. Nói chung là cầm những khẩu súng màu vàng đi bắn nhau thì cảm giác hưng phấn nó được đẩy lên khá là cao. À, đây rồi, xong luôn. 15 giây để cái bom. Ok, win. Kết thúc bán đầu tiên khá là nhẹ nhàng với 11-1. Hơi đen khi mà cái pha mình cân 4 ấy, cái thằng cuối cùng thì hết đạn. Không thì cũng được cái huy chương bạc rồi. Rồi, được 2 cái huy chương đồng. Tiếp tục ra ghép vào bản đấu thứ hai. Nhân tiện thì mình cũng quảng cáo shop luôn. Thì hiện tại mình đang có một cái web shop tên là shopgametk.com. Ở đó thì mình đang giao bán khá là nhiều tài khoản của tất cả các miền. Cho anh em nào mà chưa có đích chơi thì có thể vào đó để mua ủng hộ mình. Hiện tại thì có khá là nhiều nick từ 200k đến vài triệu cũng có. Bạn nào mà muốn mua nick thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại hoặc là nhắn tin ở trên shop. Nãy giờ thì gấp đấu khá lâu, 35 giây rồi. Rồi, và mức đấu thứ hai là map thảm cỏ xanh. Một trận đấu đội. Đó, dìu vàng này, Storm vàng. Nhìn phê vãi. Bom đây. Ủa, hai thằng luôn, ngon. Xếp hàng à? Đủ. Mày làm cái gì? Tuyệt vời. Ba combo. Đảo sang bên ngách bên trái. Những em hàng kìa. Ở đây thật thò thôi. Đây rồi, headshot. Ngon luôn.
vào nhà nào. Kìa, mày này, định mệnh. Vừa ăn được thằng thứ năm bằng cái rìu bỏ chết nó thì bị thằng bạn nó giết mình rồi. Đó, bom thần thánh. Ở đây hỏng hàng tiếp. Không nên đâm vào quá sâu. Cái lúc sâu quá rút ra không kịp. Đó, đồ chơi bắn xa toàn táo thôi. Định mệnh. Có đó mình trốn trong góc tường mà sao có chết nhỉ. Cho xe bom này. Ui, chạy gấp, định mệnh. Bị thằng lẹ kia nó tự phát vỡ sọ rồi. Rồi em đúc cái. Đây này, headshot luôn. Ô thầy, ngáo à. Ngon. Rồi, định mệnh. Mình còn chưa kịp chạy cơ. Tỷ số hiện tại là 20-13 rồi. Mày làm cái gì đây? Alo, vẫn nháy này. Ô, hàng về. Ngon luôn. Này cứ thích đâm đầu vào lòng súng ấy nhỉ. Cho ăn cả mùi nhé. Ở đây là dình hàng tiếp à. À đây rồi. Ok. Vãi cả trưởng không chết. Nào, đâu hết rồi. Đùa chứ. Sao lại kích mình? What the hell? 5 thằng quý rồi. 6 thằng. Vãi lìn ạ. Mày này, ui ngon quá. May sao không bị kích ạ. À? Ngon. Bố mày thách mày luôn đi. Kích à. Tuổi gì được kích. Ok. Lại kích tiếp ạ. À? Mày này headshot luôn. Ồ thôi xong. Đùa. Mình cạn lời rồi. Đùa chứ. Mình vừa mới thách sau phát. Trong vòng 5 giây thôi. Bị kích luôn. Đúng là không thể đùa với bọn trẻ trâu được. Thật sự là quá nguy hiểm. Mình còn chưa kịp chat cơ. Nhưng mà bị bay quá nhanh. Nhưng mà không sao. Tiếp tục ra là map thứ 3 đi. Rồi. Map tiếp theo ở map lồng đen. Một trận đấu sinh tử. Tung quả bom cái. Rồi em sang bên đầu này đi. Ô, một mà ăn. Kìa. Họ ở nhà thẩm du à? Này thì thẩm thích nhảy à. Đủ. Aha. Nào. Ra đây. Chạy đi đâu? Ngon. 3 trận thì đều phát đầu tiên ăn được 3 combo luôn. Ở đâu triple kill chứ. Lại sang bên phải thôi. Cho đội mình nó sang hết bên trái đi. Đủ. Hai thằng luôn. Kìa. Địch mệnh. Đùa chứ thằng kia ở tận đằng sau mà bắn mãi mới chết à. Cô vợ như lìn vậy. Để mình chết oan một mạng. Rồi. Bây giờ còn 2 đấu 2. Ok. Thế nhìn này. Rồi xong. Ngu người bác cả trưởng. Móc mãi không chết à. Bị lâu có ra bắn phát headshot luôn. Đúng là không cây ngu nào bằng cây ngu móc đít cả. Nào lên luôn. Đứng đây làm cái gì. Ăn mù rồi, ngon. Ván thứ hai thì kết thúc khá là nhanh. Em lại công tiếp. Ô ngon. Đáp bừa chết người kìa. Nào, đâu hết rồi.
Mấy ông kia lấy mạng kinh quá, đánh ra mình được mỗi mạng thôi. Tỷ số hiện tại là 3-1 rồi. Tiếp tục đi sang bên phải, tung bom tiếp này. Đó, được ít máu rồi. Ui, thanh niên núp ở nhà thẩm du ở trong cái thùng à. Trận này bắn gần như cũng khá là nhàn. À, nào vào đây, bị lừa rồi. Còn không, đủ ăn phát bác sọ luôn ạ. Bên kia còn một thằng nữa, không biết nó có cân được 4 không. Rồi 2-5-1. Cố kiếm mấy vài mạng nào. Trận cuối cùng rồi. Đủ. Bên kia thì có một ông vừa thoát đấu rồi. Chắc là nhục quá. Giao. Bây giờ là thành 5-1. Không chuột cũng quẹt đấy mà. Nhìn thằng kia đã đi chém dao ra máu. Đủ, xong luôn ạ. Ok, anh em xem một clip cũng đừng quên bấm like, cũng như là chia sẻ và đăng ký kênh để giúp mình có thêm nhiều động lực làm clip nha. Bye bye.